Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Vĩnh biệt 10 nghệ sĩ ra đi giữa đại dịch COVID-19, chỉ 2 tháng mà mất mát quá lớn. Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết người dân trên thế giới. Dẫu rằng chúng ta luôn động viên nhau phải lạc quan, chấp nhận sống chung với dịch nhưng không thể phủ nhận COVID-19 đã cuốn trôi quá nhiều điều. Trong đó, thứ đáng quý nhất có lẽ chính là mạng sống. Rất nhiều người đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19, nhưng cũng có rất nhiều người không may mắn như thế. Ở showbiz Việt, chỉ trong 2 tháng đã có tận 10 nghệ sĩ ra đi mãi mãi vì COVID-19. Trước Phi Nhung, đã từng có rất nhiều nghệ sĩ không may mắc COVID và qua đời sau thời gian dài điều trị. Có thể nói, giờ đây, họ đã ra đi mãi mãi, nhưng những giá trị nghệ thuật mà các nghệ sĩ đã cống hiến sẽ luôn còn đó, tồn tại với thời gian. Phi Nhung. Ngày 28 tháng 9, Phi Nhung qua đời do COVID, hưởng dương 51 tuổi. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn. Trước đó, Phi Nhung điều trị COVID ở Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên, do sức khỏe không được cải thiện, nên Phi Nhung đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca sĩ Y Jang Tuyên. Ca sĩ Jang Tuyên chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 8 giờ 17 phút sáng 20 tháng 9, hưởng dương 43 tuổi. Nam ca sĩ có bệnh nền cao huyết áp, sau một thời gian bị bệnh nặng anh đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa. Đạo diễn Nguyễn Tấn Lực. Ngày 13 tháng 9, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời sau thời gian dài điều trị COVID, hưởng dương 31 tuổi. Nam đạo diễn mắc COVID vào giữa tháng 8, được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 trước khi qua đời. Đạo diễn Nguyễn Tấn Lực có nghệ danh khác là Hứa Kiệt Luân, từng được biết đến với vai trò diễn viên, anh sinh năm 90, đạo diễn phim Chị Thám Tử, Ngày Em Đến. Ca sĩ Đình Hùng. Sau hơn nửa tháng trị bệnh COVID-19, nghệ sĩ Đình Hùng đã qua đời ở tuổi 64 vào khuya ngày 6 tháng 9. Được biết, nghệ sĩ Đình Hùng là giọng ca nổi tiếng ở thập niên 80. Ông gắn bó với đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn, từng cùng các nghệ sĩ lưu diễn tại các nước Nga, Ba Lan, Hungary và một số nước Đông Âu năm 87. Nghệ sĩ Bạch Mai. Đêm 25 tháng 8, nghệ sĩ Bạch Mai qua đời hưởng thọ 73 tuổi. Tháng 7, nghệ sĩ Bạch Mai phải nhập viện vì suy sụp sau khi em gái là nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì COVID. Nghệ sĩ Bạch Mai từng phải điều trị COVID nhưng đã âm tính. Song do nhiều bệnh nền, nghệ sĩ Bạch Mai đã đột quỵ và chút hơi thở cuối cùng. Nghệ sĩ Bạch Mai là nghệ sĩ tuồng cổ, nổi tiếng vào những năm 60, đồng thời là người lập ra gánh hát cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bên cạnh nghệ thuật biểu diễn, bà còn là soạn giả nổi tiếng của loạt tác phẩm tuồng như Ngọc Kỳ Lân, Sử Án Phi Giao. Ca sĩ Phương Quế Như. Ngày 16 tháng 8, ca sĩ Phương Quế Như, cô út của Phương Mỹ Chi đã qua đời sau một thời gian điều trị nhiễm COVID. Ca sĩ cũng thông báo, ca sĩ có 5 bệnh nền, không thể qua khỏi. Theo đó, cô út của Phương Mỹ Chi đã bị nhiễm bệnh từ anh trai, dù thường xuyên ở nhà. Nghệ sĩ Khải Hoàn. Sau 3 tuần nhập viện điều trị vì mắc COVID-19, vào lúc 1 giờ sáng ngày 31 tháng 7, nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàn đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 68 tuổi. Được biết do có bệnh nền đau dạ dày nhiều năm nên trong thời gian điều trị, bệnh của nghệ sĩ không tiến triển. Ca sĩ Phi Hải. Tối 30 tháng 7, ca sĩ hải ngoại Phi Hải đã qua đời trong sự bàng hoàng của người thân và gia đình. Thời điểm đó đã có rất nhiều lời chia buồn gửi đến gia đình ca sĩ Phi Hải. Nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân cũng động viên vợ của cố nghệ sĩ là ca sĩ Hương Giang sẽ vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này. Nghệ sĩ Kim Phượng. Chiều 25 tháng 7, diễn viên Gia Bảo bất ngờ thông báo tin nghệ sĩ Kim Phượng, em gái ruột nghệ sĩ cải lương Bạch Mai đã qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Thông tin bà qua đời khiến rất nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng. Trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ làm thiện nguyện để giúp đỡ các nghệ sĩ khác. Gia đình cho biết nghệ sĩ Kim Phượng qua đời không phải vì COVID-19. Rocker Trung Thành Sago. Rocker Trung Thành Sago đã qua đời ở tuổi 65 vào ngày 18 tháng 7. Nam nghệ sĩ không may qua đời trong lúc đang điều trị COVID. Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ có bệnh nền cao huyết áp. Rocker Trung Thành Sago tên thật là Nguyễn Thái Thành, sinh năm 56, tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam nghệ sĩ là một trong những người gắn bó phong trào rock Sài Gòn vào những năm 70. Bên cạnh đó, Rocker Trung Thành cũng được biết đến là tay chơi guitar một thời của ban nhạc Sago. Xúc động, hình ảnh bàn thờ đặc biệt của Phi Nhung với dàn hoa tiễn biệt yêu thương do một fan miền Tây tự tay làm. Dù đã trải qua 2 ngày, nhưng cả showbiz Việt vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn ra đi sau hơn 1 tháng chiến đấu với COVID-19. Con gái và em trai của cố ca sĩ vì đang ở Mỹ xa xôi không thể về trong tình hình dịch diễn biến căng thẳng, họ đã ủy quyền cho danh hài Việt Hương lo toan hậu sự cho người thân yêu nhất của mình. Bạn bè và đồng nghiệp cũng tổ chức lễ cầu siêu tại nhà để cầu nguyện cho Phi Nhung được siêu thoát và bình yên về thế giới bên kia. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nhà báo Song Minh đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng quý báu về bàn thờ đặc biệt của cố ca sĩ Phi Nhung.
khung ảnh Phi Nhung được đặt trang trọng trong giàn hoa tưởng niệm trang nhã thanh khiết như chính tính cách của cô. Theo nhà báo Song Minh, hoa tiễn biệt nữ ca sĩ tài hoa Phi Nhung đong đầy sự tiếc thương do một bạn trẻ tên Tony Nguyễn đang sinh sống tại tỉnh Tiền Giang thực hiện. Bạn là khán giả hâm mộ tiếng hát Phi Nhung. Hoa tiễn biệt này bạn thực hiện tại một ngôi chùa nhỏ ở gần nhà để cúng cầu siêu cho cố ca sĩ, Phật tử Phi Nhung, người vừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức, đã tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị F0 trong cuộc chiến chống Covid. Sự hy sinh của Phi Nhung là tấm gương sáng về hạnh từ bi, phụng sự nhân sinh. Nhìn những hình ảnh này khiến ai yêu mến Phi Nhung cũng đều không cầm được nước mắt vì quá xúc động. Một nghệ sĩ tài hoa, sống cuộc đời thanh cao và đạo đức đến nhường nào thì khi mất đi mới có nhiều người tiếc thương và tình nguyện vì cô làm nhiều điều tốt đẹp, thiện lành như thế. Thi hài cố ca sĩ Phi Nhung hiện được đặt ở đâu trước khi tổ chức tang lễ về nơi an vị cuối cùng? Ngày 28 tháng 9, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời sau gần 2 tháng chuyển viện điều trị COVID-19 khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và toàn thể khán giả vô cùng thương xót. Đến ngày 30 tháng 9, người thân đã tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng. Theo nhiều loạt hình ảnh được đăng tải, có thể thấy gia đình Phi Nhung và khu nhà nơi nữ ca sĩ sinh sống lúc sinh thời đã nhuốm màu tang thương. Các con nuôi tiều tụy để lộ gương mặt buồn bã khi nhìn di ảnh của cố nghệ sĩ. Đến cuối livestream, người thân Phi Nhung hé lộ các sư thầy sẽ qua nhà xác để tiếp tục làm lễ. Người này cho biết, bây giờ ba thầy sẽ qua nhà xác của chị Nhung để cúng bên đó, sau đó các thầy về chùa, mọi người ở nhà sẽ cúng cho chị Nhung. Gia đình đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và chờ thông tin hướng dẫn từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để lo vẹn toàn cho hậu sự của nữ ca sĩ. Con gái ruột Phi Nhung làm lễ cầu siêu cho mẹ tại Mỹ. Mới đây trên trang cá nhân của Chi Di Phương Trinh, nữ ca sĩ đăng bài thông báo con gái ruột Phi Nhung và gia đình hôm nay tổ chức buổi lễ cầu siêu cho Phi Nhung ở Mỹ. Tiết lộ lý do Wendy Phạm chọn tịnh xá Giác An làm nơi cầu siêu, Chi Di cho biết đây là nơi gia đình đang gửi cho cốt của ông ngoại Wendy, ba ruột ca sĩ Chi Di Phương Trinh. Trước đó con gái ruột Phi Nhung, Wendy Phạm đã cập nhật bảng cáo phó tin mẹ ruột ra đi trên trang cá nhân. Tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục đã được sắp xếp chu đáo. Sự ra đi của giọng ca phải lòng con gái Bến Tre để lại bao niềm thương tiếc trong giới văn nghệ sĩ và khán giả mến mộ giọng ca gốc Gia Lai. Mới đây, tỷ phú Hoàng Kiều thông báo sẽ nhận nuôi 23 người con nuôi của Phi Nhung và chăm sóc đến lúc trưởng thành. Thông tin này khiến đông đảo khán giả vui mừng cảm kích. Trước đó, Chi Di Phương Trinh cũng hứa sẽ chăm lo cho các con của Phi Nhung. Giờ đây ca sĩ Phi Nhung đi xa nhưng tiếng hát vẫn còn mãi trong lòng bao thế hệ khán giả.